xúc phạm Phật giáo, nhóm Giáp Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng. Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Phạm Cao Thái vừa ký văn bản xử phạt 45 triệu đồng nhóm Giáp Nhà Làm vì có hành vi lưu hành sản phẩm xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Theo khoản 4 điều 13 Nghị định 38/2021 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, nhóm rapper này bị phạt 45 triệu đồng kèm theo yêu cầu buộc tiêu hủy bản ghi âm. Trước đó, cộng đồng mạng lên tiếng phản đối trước video nhạc rap mang tên Thích Ca Mâu Chí của nhóm Giáp Nhà Làm được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay từ phần tựa đề, bản nhạc này đã gây tranh cãi bởi cái tên đó là sự cắt ghép giữa tên Thích Ca Mâu Ni của Đức Phật và Chí, người sáng tác bản nhạc. Về phần nội dung, chủ nhân của ca khúc đã liên tục sử dụng những ngôn từ dung tục, khiến người nghe có cái nhìn sai lệch về Phật giáo. Đáng chú ý khi hình ảnh minh họa của clip cũng được chế từ một sự tích trong cuộc đời Đức Phật. Trước phản ứng của dư luận, nhóm Giáp Nhà Làm đã đến Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ quán xứ Hà Nội để xin lỗi Phật giáo. Để xin lỗi giáo hội, xin lỗi toàn thể tăng ni Phật tử và cộng đồng Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết nhóm rapper này bày tỏ tâm niệm xin sám hối trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời hứa sẽ sửa chữa và không lặp lại sai lầm khi đến chùa xin lỗi và sám hối ngày 6 tháng 10. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội đã chứng minh lời xin lỗi, giáo huấn và tác lễ sám hối cho các tác giả bản nhạc rap nói trên.